mình là Sang và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm workshop Lâm Thu nguyên 159. Thì workshop này có điều gì đặc biệt? Bây giờ chúng ta hãy lại gần hơn và xem cái sản phẩm này chất lượng như thế nào nhé. Và đây là một cái quần short Lân Thu nguyên 159 bằng xương bằng thịt. Thì bên trong này cho nó sẽ có một cái quần short được gói gọn như thế này, và chúng ta sẽ thấy phần mã vạch của sản phẩm ở đây. Bây giờ sẽ tháo sản phẩm này ra. Đây. Và đây là mặt trước của sản phẩm. Mặt trước của sản phẩm thì nó sẽ có hai cái túi lớn như thế này, cái túi rất là sâu, nhưng mà đây các bạn thấy mình xỏ vào hết cái tay luôn. Cái túi lớn như vậy thì bạn dễ dàng bỏ ví hoặc là những cái loại smartphone màn hình cỡ lớn một cách dễ dàng. Và cái túi này nó rất là bền, cái vải trong cũng được may khá là dày nha các bạn. Rồi, đó là về mặt trước. Còn về mặt sau thì sao? Mặt sau nó có thêm hai cái túi như thế này. Đây, hai túi này cũng khá là thuận tiện các bạn bỏ ví ha. Rồi, cái lưng thun như thế này, một cái quần lưng thun co giãn rất là tốt, bạn thấy cái đồ đàn hồi của nó này. Đây, khi mà bạn mặc một cái quần thì việc quài cúc hoặc là xỏ dây nịt nó làm cho bạn mất khá nhiều thời gian. Thì việc bạn sở hữu một cái quần lưng thun như thế này rất là tiện lợi, bởi vì bạn mặc thì bạn chỉ cần xỏ vào là cái này nó sẽ ôm sát cơ thể bạn. Hoặc là nếu như nó hơi rộng một chút, bạn có thể sử dụng cái dây này để buộc lại nhé. Rồi, đây là cái chất liệu vải của nó, bây giờ mình sẽ quay sát cho một chút cho bạn dễ dàng nhìn thấy cái chất liệu. Đây, đây là chất liệu. Và đây là phần bên trong của nó. Mình sẽ lộn đi các bạn xem. Đây, từ đường may, sơ chỉ, mọi thứ được làm may rất là tỉ mỉ, nhưng mà rất là đều đều răm rắp luôn. Rất là ổn, chất liệu vải khá là dày nha các bạn. Đây. Dày và mềm. Và còn một cái đặc tính nữa của chiếc vải này, đó là chất vải này nó chống nhau nha các bạn. Thì chống nhau là sao? Tức là ví dụ như bây giờ mình cầm vò nó như này. Rồi, sau đó mình duỗi nó ra và sau đó chỉ cần vuốt nhẹ như thế này là nó sẽ ngay lập tức phẳng phiu và không hề có cái dấu hiệu của việc nhầu hay là bị gấp gì cả. Một chất liệu như vậy rất là tuyệt vời. Và đó là tất cả những gì về cái quần short Lân Thu này, với một cái chất liệu vải rất là êm mềm và không có bị nhầu. Và với một cái Lân Thu bạn tiện lợi sử dụng thì bạn hãy ấn mua ngay nó trên trang của mình, và nhớ là hãy mua với đơn hàng khoảng tầm 149.000 để miễn phí vận chuyển nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của mình.